Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố về việc tổ chức hội thi thời trang công sở trong công nhân viên chức lao động hưởng ứng Đại hội Độc lập thành phố năm 2024. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về thẩm mỹ, nét đẹp công sở của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Hội thi cũng là diễn đàn thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của đoàn viên trong việc xây dựng nếp sống văn minh văn hóa nơi công sở, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho công nhân viên chức lao động, thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi và tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng lễ hội độc lập thành phố Sa Đéc năm 2024. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng lễ hội độc lập thành phố năm 2024. Hôm nay, thành phố Sa Đéc long trọng tổ chức khai mạc hội thi thời trang công sở trong công nhân viên chức lao động thành phố năm 2024. Đến tham dự buổi lễ khai mạc hội thi hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu và các dự. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Bình, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nam Định, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá Nguyễn Trung Tâm, Phó trưởng Công an thành phố. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Ban quản lý công trình đô thị thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố. Đến dự lễ khai mạc hội thi hôm nay, có sự hiện diện của các ông bà là đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các đồng chí phóng viên biên tập đại diện thăm đến tin mình và đại diện chương trình cho hội thi, cùng với 72 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Xin nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh sự hiện diện của quý đại biểu, khách dự, quý khán giả cùng toàn thể các chị em thí sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa cho ban giám khảo và xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu ông Hồ Thi Tuấn, giảng viên ngành chăm sóc sắc đẹp, chuyên gia trang điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời thạc sĩ Nguyễn Quy Bình, giảng viên khoa giáo dục thể chất sư phạm trường đại học Đồng Tháp, Thành Viên. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Châu Hải Yến, thành viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, phó hội trưởng phân hội nghệ sĩ sân khấu tỉnh Đồng Tháp, thành viên. Và xin trân trọng kính mời bà Võ Thị Bình, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức hội thi đang tặng quà cho ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời.
Duyên đến từ cộng đồng cơ sở trường Nghĩa Học Tân Quy Đông. Với chiều cao 1m60, cân nặng 50. Sở thích của Duyên Tân là đọc sách. Thank you.
xin mời số đen 24 Nguyễn Trần Hải Diệp. Hải Diệp đến từ cộng đồng cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Với chiều cao 1m72, cân nặng 58. Và sở thích của Hải Diễm là ca hát và du lịch. Thank you.
tiếp theo xin mời thí sinh Trần Thị Ngọc Quỳnh, số danh 26. Ngọc Quỳnh đến từ công lập cơ sở trường tiểu học Tân Quy Đông. Với chiều cao 1m56, cân nặng 52. Tiếp theo là xin mời các bạn
2022, Lê Phương Vinh Xuân Đào. Khi xin Lê Phương Vinh Xuân Đào lần lượt có bằng cơ sở của trường Mầm Non Tương Lai. Xuân Đào chỉ mang một bé sau cơ bản cũng cân nặng 57. Tiếp theo xin mời số danh 33 Nguyễn Ngọc Liên. Ngọc Liên đến từ nghiệp đoàn cơ sở tiểu thương chợ Sa Đéc với chiều cao 1m56, cân nặng 50. Sở thích của Ngọc Liên là ca hát, du lịch, đọc sách, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo xin mời số danh 35 Đồng Sơn Tuyền. Sơn Tuyền đến từ công đoàn người nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp với chiều cao 1m62, cân nặng 50. Và sở thích của Sơn Tuyền là phố. Thank you.
quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thí sinh vừa hoàn thành phần thi của mình. Tiếp theo xin mời số máy danh 09, Ôi Cô Thị Tuyết Phượng. Tuyết Phượng đến từ trung học cơ sở trường tiểu học Tân Long.
Nam Thị Tiến Thu. Tiến Thu đến từ cộng đồng cơ sở trường tiểu học Bình Phước. Sở thích của Yến Thu là nấu ăn, tình huống nghiền ngợi.
ban nhân dân thành phố. Sở thích của anh thì là nấu ăn và nghe nhạc. Xuân Thành đến từ cộng đồng sở công ty trách nhiệm.
một khách sạn bên cạnh nhà.